Chiều hôm qua, tại Ủy ban nhân dân quyền Tân Hồng, ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cùng ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên ban chỉ đạo tỉnh và quyền Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, sau khi phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 cách ly ngay khi nhập cảnh. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa thống nhất tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện vui chơi giải trí để phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự. Trước đó, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh đã quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng nghỉ học từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 6 tháng 3. Nhắc lại phương châm chống dịch như chống giặc, tất cả vì sự an lành của người dân, Ông Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu tăng cường các lực lượng tại khu vực biên giới, trong đó chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin với tỉnh bạn và các địa phương có biên giới để chủ động phương án xử lý trong mọi tình huống. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường phòng hộ cá nhân, đảm bảo an toàn trong phòng dịch, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, đó là 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh có buổi tiếp và làm việc với nhóm nhà đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Đồng Tháp. Nhóm nhà đầu tư gồm công ty cổ phần Nesac, tổng công ty xây dựng số 1, công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc, khu dân hóa một thoáng Việt Nam thuộc các lĩnh vực thành phố thông minh, đầu tư BOT, năng lượng mặt trời, xuất khẩu lao động, khởi nghiệp, xây dựng, xăng dầu, tài chính, tiêu dùng, nông nghiệp, du lịch, dân dân dựa trên những tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhóm nhà đầu tư này mong muốn tìm hiểu trao đổi hợp tác với tỉnh trên nhiều lĩnh vực đồng thời nhấn mạnh những chính sách chủ trương cởi mở của lãnh đạo tỉnh thời gian qua có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư khi tìm hiểu tại địa phương chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa cảm ơn các nhà đầu tư đã quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đồng thời đề nghị trong năm 2021 nhà đầu tư có thể tập trung xúc tiến thực hiện những dự án lĩnh vực ưu tiên có lợi thế giữa hai bên với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, quỹ ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện, cơ chế, chính sách thuận lợi theo quy định của pháp luật để nhà đầu tư phát triển tại địa phương. Sáng nay, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đã khảo sát và thăm công trường của hai dự án trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, gồm đường Sở Tư pháp kết nối đường Tân Diệt Qua, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, đoạn từ cầu Cái Tôm đến cầu Tân Diệt Qua. Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và khảo sát thực tế, dự án đường sở tư pháp kết nối đường Tân Diệt Quà, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu chủ đầu tư giải quyết chứng mắt liên quan giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công hoàn thành công trình theo thời gian quy định là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Đối với dự án mở rộng đường Phạm Hữu Lầu, đoạn từ cầu Cái Tôm đến cổng Tân Diệt Quà, bên cạnh đã nhanh tiến độ thi công, ông Trần Trí Quang yêu cầu nhà thầu thi công trong quá trình thi công phải chú ý đến vệ sinh môi trường, hạn chế làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Chủ đầu tư quan tâm đến giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại khu vực cầu Tân Diệt Qua. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang tặng mỗi nhà thầu thi công một phần quà để động viên tinh thần trong đầu năm mới. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn làm việc với các sở ngành liên quan về phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của vườn quốc gia Tràm Chim. Theo đơn vị tư vấn, những vấn đề quan trọng nhất cần quan tâm để quản lý bền vững tại vườn quốc gia Tràm Chim là phòng cháy, chữa cháy rừng tràm và đồng cỏ, bảo tồn chim xéo và các loại chim nước, không phát triển du lịch xô bồ, quá mức và không phát triển cơ sở hạ tầng làm mất cảnh quan thiên nhiên. Sau khi nghe trình bày của đơn vị tư vấn và các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh phương án trên cơ sở tiếp thu các góp ý tại cuộc họp trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới tại khu vực biên giới. Theo đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục đạt hiệu quả cao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc kinh doanh các dịch vụ không cần thiết và các hoạt động lễ hội sự kiện vui chơi giải trí tập trung đông người tại quyện tân hồng quyện hồng ngự và thành phố hồng ngự cho đến khi có thông báo mới mời quý độc giả xem chi tiết trên cổng thông tin điện tử đồng tháp một văn bản chỉ đạo điều hành